Mến chào toàn thể quý vị và các bạn, đến với bản tin giá cả thị trường chăn nuôi ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Dr. Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam Phát triển. Trên thế giới, giá heo Trung Quốc đảo chiều tăng lại tại hầu khắp các vùng sau chuỗi ngày giảm liên tiếp kéo dài trong một tuần qua, do các công ty lớn có sự điều chỉnh kế hoạch sản xuất bán heo trong tháng 3, với kỳ vọng nguồn cung thắt chặt hơn trong những tháng tới. Sau thông tin sự xuất hiện trở lại của dịch tả heo châu Phi có thể khiến đàn heo thịt tại các tỉnh phía Bắc giảm tới 50% và đàn heo nái cùng heo hậu bị giảm từ 20 đến 30%. Bên cạnh đó, một số phân tích cho rằng, dịch bệnh lần này nhiều khả năng sẽ khó kiểm soát hơn so với giai đoạn trước, do biện pháp loại bỏ trực tiếp những con bị nhiễm bệnh không đem lại hiệu quả. Do vậy, tỷ lệ nhiễm ước tính có thể cao hơn lên đến 50%, khiến tốc độ giảm đàn diễn ra nhanh hơn, vì vậy nguồn cung cũng sẽ bị thắt chặt hơn. Giá heo Trung Quốc tăng nhẹ, giữ ở mức 15,46 tệ trên 1 kg, tương đương với 53.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi ở các nước trong khu vực châu Á hầu như đi ngang, không có nhiều biến động. Giá heo hơi tại Thái Lan dao động 82 đến 84,67 baht trên 1 kg, tương đương 47.400 đến 59.200 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi tại Campuchia dao động trong khoảng 8.250 kip trên 1 kg, tương đương 48.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi tại Lào dao động trong khoảng 46.500 dia trên 1 kg, tương đương 65.000 đồng trên 1 kg giá heo giống trên thế giới biến đổi trái chiều ở các nước khác nhau. Tại Trung Quốc, giá heo hơi tăng nhẹ, giao động trong khoảng 37,56 tệ trên con, tương đương 900.000 đồng trên một con. Tại Thái Lan, giá heo hơi đi ngang, giữ ở mức 1.800 đến 2.200 bạc trên một con, tương đương 1.240.000 đến 1.520.000 đồng trên một con. Giá heo hơi tại EU tăng nhẹ, giữ ở mức 83,41 euro trên một con, tương đương 2.150.000 đồng trên một con. Tại Việt Nam, Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc quanh mốc trung bình 49.000 đồng trên 1 kg. Mức từ 50.000 đồng trên 1 kg áp dụng cho heo đẹp. Thị trường heo hơi tại miền Bắc đồng loạt đứng yên trên diện rộng. Nguồn cung heo từ các công ty vẫn khá dồi dào, mặc dù nguồn cung heo lớn chỉ còn tại một số công ty, nhưng lượng heo sắp tới ở giai đoạn xuất chuồng là khá nhiều, cộng thêm áp lực thả heo con, cùng việc tiêu thụ của thị trường chậm đã khiến các công ty thận trọng trong việc tăng giá tiếp. Lực tấp vào gồ tại miền Bắc vẫn có, nhưng không quá mạnh do giá cám vẫn cao, trong khi giá heo khó có sự phục hồi tốt trong ngắn hạn. Dự kiến sang tuần miền Bắc đón đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2023, với nền nhiệt độ cao lên tới gần 40 độ, có thể làm chậm thêm tình hình tiêu thụ trong thời gian tới. Theo đó, mức giao dịch thấp nhất khu vực hiện tại là 48.000 đồng trên 1 kg, tiếp tục được ghi nhận tại các tỉnh gồm Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình. Heo hơi tại các tỉnh thanh còn lại vẫn được thu mua ổn định với giá 50.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 48.000 đến 50.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên thấp nhất 47.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận, giá heo hơi đi ngang trong ngày đầu tuần. Cụ thể, thương lái tại tỉnh Hà Tĩnh đang thu mua heo hơi với thấp nhất khu vực là 47.000 đồng trên 1 kg. Cao hơn một giá ở mức 48.000 đồng trên 1 kg gồm các tỉnh. Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Ngãi, 49.000 đến 50.000 đồng trên 1 kg là mức giao dịch heo hơi được ghi nhận tại các tỉnh còn lại. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên tuy được đẩy ra bắc nhiều hơn, nhưng vẫn dao động trong khoảng 47.000 đến 50.000 đồng trên 1 kg tùy loại. Hiện đây là khu vực ghi nhận giá heo thấp nhất cả nước sau khi miền Bắc tăng giá lại. Vào tuần này, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam cao nhất 51 đến 53.000 đồng trên 1 kg ở khu vực phía Nam. Giá heo hơi hôm nay cũng không ghi nhận thay đổi mới so với cuối tuần trước. Hiện tại, thành phố Vũng Tàu đang giao dịch heo hơi tại mức 48.000 đồng trên 1 kg, thấp nhất khu vực. Giá heo hơi tại các tỉnh gồm Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Trà Vinh đang neo tại mức 49.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì thu mua ổn định trong khoảng 50.000 đến 51.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 48.000 đến 51.000 đồng trên 1 kg. Theo quyết định số 296 QĐ của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành, trong tổng số danh sách 3.006 cơ sở thì có hơn 2.100 cơ sở chăn nuôi phải di rời và số còn lại phải ngưng hoạt động theo theo lộ trình chậm nhất là trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Theo VTV. Tuy nhiên, các trại nuôi cho rằng việc di rời các cơ sở chăn nuôi cần được xem xét cụ thể hơn về nhiều mặt, như đất đai, tiến độ di rời. Đối với hơn 2.400 cơ sở giấy phép còn thời hạn cũng cần được xem xét lại theo từng đối tượng khi quyết định thực hiện di rời theo hiệp hội chăn nuôi tỉnh đồng nai trong danh sách di rời lần này có nhiều cơ sở với quy mô khác nhau và có cả các doanh nghiệp fdi vấn đề đặt ra lúc này là các cơ sở chăn nuôi đang cần chính quyền địa phương sớm có những hướng dẫn cụ thể hơn đồng thời phải có phương án đồng bộ để tránh dẫn đến nguy cơ làm đứt gãy chuỗi cung ứng thực phẩm trong khu vực nhìn chung giá heo hơi hôm nay đứng yên không đổi hiện tại giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 47.000 đến 51.000 đồng trên 1 kg. Giá heo giống không có nhiều biến động, giá heo sách tài công ty biểu 6 đến 7 kg giữ ở mức 1 100 000 đến 1 250 000 đồng trên 1 kg, giá heo sách tay trong dần vẫn thấp hơn khoảng 200 đến 300 000 đồng trên 1 kg. Gà thịt công nghiệp miền Bắc dao động trong khoảng 29 đến 30 000 đồng trên 1 kg. Tại miền Trung, giá gà thịt công nghiệp dao động trong khoảng 30 đến 34 000 đồng trên 1 kg giá gà công nghiệp miền Nam dao động trong khoảng 30 đến 31.000 đồng trên 1 kg. Giá gà trắng khó tăng theo kỳ vọng của thị trường là do nguồn cung gà màu và heo khá dồi dào. Tiêu thụ tại khối bếp ăn tập thể của các khu công nghiệp vẫn chưa mạnh. Mặt khác, lượng gia cầm nhập khẩu về Việt Nam có xu hướng tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2022 và 2021, cộng với lượng hàng cấp đông trong nước tại các công ty còn nhiều. Giá gà màu hôm nay tăng nhẹ tại các trại. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày đang giữ giá ổn định tại cả nước, giao động trong khoảng 34 đến 35.800.000 đồng trên 1 kg. Giá gà lông màu nuôi 75 ngày giao động ở mức giá 36.000 đồng trên 1 kg ở cả ba miền. Giá gà Minh Dương nuôi 90 ngày, giao động trong khoảng 43 đến 44.000 đồng trên 1 kg ở miền Bắc và 40 đến 44.000 đồng ở miền Trung và 47.000 đồng trên 1 kg ở miền Nam. Giá vịt Super miền Bắc giao động trong khoảng 45.000 đồng trên 1 kg. Giá vịt cờ di mao miền Trung dao động trong khoảng 45 đến 50 000 đồng trên 1 kg. Giá vịt cờ di mao miền Nam dao động trong khoảng 51 đến 54 000 đồng trên 1 kg. Tại Trung Quốc, giá gà trắng đang dao động trong khoảng 36 650 đồng trên 1 kg. Tại Campuchia, giá gà trắng dao động trong khoảng 32 đến 34 000 đồng trên 1 kg. Giá vịt tại Trung Quốc dao động trong khoảng 37 000 đồng trên 1 kg, trong khi đó giá vịt thịt tại Campuchia dao động ở mức 81 000 đồng trên 1 kg. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin giá cả của một số vật nuôi khác trong nước ngày hôm nay.